Thì chào tất cả các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng phương pháp thể tích. Sau khi thầy hướng dẫn xong bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, thì rất nhiều bạn có hỏi thầy, ngoài phương pháp dựng hình và tính ra thì còn phương pháp nào khác để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau hay không? Thầy xin trả lời trước lớp. Ngoài phương pháp mà thầy đã cung cấp cho các em gọi là phương pháp tính trực tiếp, thì thầy còn hai phương pháp khác để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đó là phương pháp thể tích. Phương pháp này chỉ sử dụng kiến thức của lớp 12. Và sau khi các em học xong chuyên đề hình học giải tích trong không gian, thì thầy có thêm một phương pháp nữa, đó là phương pháp giải tích, để giải tất cả các bài toán liên quan đến hình học không gian. Bây giờ thầy cho mình cùng vào nội dung của phương pháp thể tích tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Phương pháp tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB. Với phương pháp tính trực tiếp thì các em cần phải nhớ đến 3 dạng. Và từng dạng một thì thầy đã hướng dẫn các em cách dựng và tính khoảng cách. Còn phương pháp thể tích thì thầy cho mình không cần phải chia thành các dạng. Các em quan sát hình vẽ như sau. Đây là điểm M và đây là mặt phẳng SAB. Thầy đang cần tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB. Thầy làm như sau. Bước thứ nhất, thầy nối M với S, M với B, M với A. Khi đó thầy có được hình chóp tam giác SMAB. Bước 1. Thầy tính thể tích của khối chóp SMAB. Các em lưu ý cho thầy là các em chọn đỉnh là S hoặc là A hoặc là B. Được chưa? Sau khi tính xong thể tích của khối chóp rồi thì các em thực hiện bước số 2. Bước 2, các em tính diện tích tam giác SAB. Thầy gạch tam giác này. Và các em lưu ý cho thầy, việc tính diện tích tam giác SAB thì thường chúng ta sẽ sử dụng công thức Heron để tính, bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ cạnh SA nhân với P trừ cạnh SB và nhân với P trừ cạnh AB. Với P ở đây, với P nằm bằng nửa chu vi SA cộng SB cộng AB trên 2. Được chưa các em? Xong bước 2, các em chuyển sang bước số 3. Bước 3, thầy có thể tích của khối chóp SMAB sẽ bằng 1/3 khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB nhân với diện tích của tam giác SAB. Và từ đây thì thầy suy được ra khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SAB bằng 3 lần thể tích của khối chóp SMAB chia cho diện tích của tam giác SAB. Vậy là để tính khoảng cách từ một điểm M đến một mặt phẳng, thầy đã quy về bài toán tính thể tích của khối chóp tam giác
và bài toán tính diện tích tam giác. Bài toán tính thể tích thì rất quen thuộc với các em, thầy đã hướng dẫn các em rất nhiều. Bài toán tính diện tích thì các em đã làm quen ngay từ lớp 10. Các em chỉ cần đi tính độ dài ba cạnh của tam giác. Để tính độ dài ba cạnh thì các em cứ gắn vào tam giác vuông để tính. Sau khi tính xong, các em sử dụng công thức Herron thì các em sẽ có được diện tích của tam giác. Và từ đây thầy suy được ra khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Các em lưu ý cho thầy, công thức Herron nhìn thì cồng kềnh, thế nhưng kết quả thì lại rất đẹp. Bởi tất cả các biểu thức trong công thức cứ đôi một tạo thành hàng đẳng thức, ra kết quả vô cùng đẹp. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi có cạnh bằng A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc BAD bằng 120 độ. SA bằng A căn 3 trên 2, tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Các em nháp thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình thuộc bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Bây giờ thì cho mình cùng phác họa hình vẽ, sau đó sử dụng phương pháp trong phần lý thuyết thì đã trình bày cho các em vào bài toán này. Hình chóp SABCD có đáy là hình thoi. Các em dựng cho thầy đáy trước là một hình thoi có cạnh bằng A. A, B, C, D. À. Và góc A bằng 120 độ. Được chưa các em? Tiếp theo thì cho mình cùng dựng chiều cao của hình chóp. Theo giả thiết thì SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Từ đây thì suy ra chiều cao chính là SA. Thầy dựng SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Nối S với các đỉnh của hình thoi. Khi đó thì có được hình chóp SABCD, đáy là hình thoi có góc A bằng 120 độ. Hình thoi này cạnh A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA bằng A căn 3 trên 2. Thầy cho mình đang cần tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Thì đánh dấu mặt phẳng này. Để tính khoảng cách từ điểm D đóng vai trò là điểm M trong lý thuyết đến mặt phẳng SBC thì nối điểm D với các điểm SBC. Thì cho mình cùng đi tính thể tích của khối chóp SBCD. Sau khi tính xong thể tích của khối chóp thì thầy cho mình tiến hành tính diện tích của tam giác mà thầy gạch sổ đây. Từ đây thì suy ra khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC sẽ bằng 3 lần thể tích chia cho diện tích của tam giác SBC. Và thầy có lời giải chi tiết như sau. Trước tiên thầy tính diện tích của tam giác BCD. Thầy nối A với C. Nối A với C thì thầy có tam giác ABC là tam giác đều cạnh A.
à, V V AB bằng BC, góc BAC bằng 60 độ. Đúng chưa các em? Góc BAC thì bằng góc BAD chia cho 2 bằng 60 độ. Một tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì là tam giác đều. Diện tích của tam giác BCD, diện tích tam giác BCD bằng 1/2 diện tích của hình thoi ABCD. Đúng chưa các em? Rồi, và kết quả ở đây là bằng 1/2 diện tích hình thoi thì bằng 2 lần diện tích tam giác ABC. Tam giác ABC là một tam giác đều cạnh A, diện tích bằng căn 3/4 A bình phương. Vậy là thì tính được diện tích của tam giác BCD. Thầy đi tính thể tích của khối chóp nhé. Tính bước 1 là tính thể tích khối chóp SBCD. Có chiều cao H chính bằng SA và bằng A căn 3/2. Vì sao chiều cao lại là SA? Vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy thì đương nhiên vuông góc với mặt phẳng BCD. Vậy là SA là chiều cao. Có chiều cao, có diện tích đáy. Thầy suy được ra thể tích V của SBCD bằng 1/3 chiều cao A căn 3/2 diện tích đáy căn 3/4 A bình phương. Các em tiến hành rút gọn, căn 3 nhân căn 3 thì bằng 3, rút gọn với 3 ở mẫu. Vậy là thầy còn A mũ 3 chia cho 8 đơn vị thể tích. Thầy đã tính xong thể tích của khối chóp tam giác SBCD. Chuyển sang bước số 2, thầy cho mình cùng tính diện tích tam giác SBC. Để tính diện tích tam giác SBC thì thầy sẽ đi tính độ dài các cạnh của tam giác này rồi dùng công thức Heron để tính. Thứ nhất là thầy có ngay BC bằng A. Thầy đi tính SB. SB. Muốn tính SB, các em phải gắn vào một tam giác vuông đã biết cạnh hoặc biết góc. Các em nhìn cho thầy SB, thầy gắn vào tam giác vuông SAB. Đúng chưa? Thì SB là cạnh huyền của tam giác vuông SAB. Hai cạnh góc vuông thầy có rồi. Từ đó thầy suy ra đây, cạnh huyền bằng căn bậc 2 của SA bình cộng với AB bình. Kết quả đây bằng căn bậc 2. SA là bằng A căn 3/2 tất cả bình cộng với A bình. Kem được kết quả ở đây chính là gì? A căn 7/2. A căn 7/2. Vậy là thầy đã tính xong SB. Bây giờ thầy cho mình cùng tính SC. Để tính SC thì thầy lại xét tam giác vuông SAC. Tam giác này vuông tại A. Vì sao tam giác này lại vuông tại A? Vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy. SA mà vuông góc với mặt phẳng đáy thì đương nhiên là vuông góc với AC, vì AC nằm trong mặt phẳng đáy. Phải không các em? SC của thầy chính là cạnh huyền. Vậy thầy có SC sẽ bằng căn bậc 2 của SA bình cộng với AC bình phương. Kết quả ở đây là bằng căn bậc 2 của SA là A căn 3/2 tất cả bình cộng với AC thì sao?
Ở bên trên, thầy cho mình đã lý luận là gì? Tam giác ABC là một tam giác đều cạnh A. Do đó thầy có được AC ở đây bằng A, đúng chưa? Vậy thầy có A bình. Và thầy cũng tìm được ra kết quả là ở đây là A căn 7 trên 2. Tam giác SBC đã biết độ dài ba cạnh. Thầy suy được ra nửa chu vi P bằng tổng ba cạnh chia cho 2. Vậy thì các em có được kết quả ở đây là gì nhỉ? A nhân với một đơn căn 7 cộng 1 phần 2. Đúng chưa? Vậy là thầy đã tính được nửa chu vi. Từ đây thầy suy ra diện tích tam giác SBC nhờ công thức hiểu không? Thầy có được diện tích của tam giác SBC bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ cạnh SB nhân với P trừ cạnh SC nhân với P trừ đi cạnh BC. Kem thay P, thay SB, thay SC và thay BC vào. Kem có được kết quả như sau. Căn bậc 2 của P ở đây chính là A nhân với căn 7 cộng 1 trên 2. Được chưa? Kem thay P vào, thay SB vào biểu thức này. Sau đó kem đặt nhân tử chung là A ra ngoài. Thì kem có được kết quả là A nhân với 1 phần 2. Tương tự, kem thay P vào, thay SC vào. Sau đó kem rút gọn đặt A ra ngoài, kem có A nhân với 1 phần 2 nhân với thay P vào đây, thay BC vào đây. Kem đặt nhân tử chung là A ra ngoài, sau kem rút gọn thì kem được kết quả đây là A nhân với căn 7 trừ 1 trên 2. Được chưa các em? Thế bây giờ các em nhìn trong căn này, A. Vậy là trong căn của chúng ta là A mũ 4 đưa ra ngoài căn sẽ bằng A bình phương. Đúng chưa? Mẫu này 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Vậy là mẫu của chúng ta bằng 16, đưa ra ngoài căn bằng 4. Biểu thức trong căn của chúng ta còn là gì? Căn 7 cộng 1 nhân với căn 7 trừ 1. 1 nhân 1 cũng 1 rồi. Phải chưa? Thì các em quan sát cho thầy là gì? Biểu thức trong căn chính là hàng là thức. Đúng chưa? Thế bạn nào mà nhớ được cái hàng là thức là A cộng B nhân với A trừ B thì sẽ bằng A bình trừ B bình. Còn nếu không thì các em chỉ cần gì? Bấm máy tính của biểu thức trong căn này nhé. Thì các em sẽ được kết quả thôi. Vậy là các em sẽ tìm được kết quả là A bình căn 6 và chia cho 4. Thầy đã tính xong diện tích. Và các em lưu ý với thầy, đó là gì? Công thức Heron nhìn thì cồng kềnh nhưng kết quả thì lại rất đẹp. Đó là gì đây? Căn bậc 2 của 6. Phải chưa? Rồi và đến đây thì thầy suy được ra khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng gì SBC xếp bằng 3 lần thể tích của hình chóp tam giác SBCD chia cho diện tích tam giác là gì SBC. Thầy cho mình cùng thay. 3 thể tích thì là bằng A mũ 3 chia cho 8 chia cho A bình căn 6 trên 4. Các em tiến hành rút gọn thì các em sẽ được kết quả ở đây chính là gì? A căn 6 phần 4. Và đây chính là khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Như vậy là thầy đã tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng mà không cần dựng khoảng cách này. Thầy chỉ cần tính thể tích và tính diện tích tam giác bằng công thức Heron. Khi đó thầy có được khoảng cách. Thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2, thầy trích từ đề thi đại học khối A, A1 năm 2014. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. SD bằng 3A trên 2. Hình chiếu vuông góc
của đỉnh S lên mặt phẳng đáy ABCD là trung điểm của AB. Tính theo A khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Các em nháp thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ và sử dụng phương pháp trong phần lý thuyết thầy đã trình bày cho các em. Hình chóp SABCD có đáy là hình vuông có cạnh bằng A. A, B, C, D. Kem ký hiệu vuông góc. Ký hiệu các cạnh bằng nhau. À. Tiếp theo, thì cho mình cùng dựng chiều cao. Theo giả thiết thì hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng đáy A, B, C, D là trung điểm của AB. Thì gọi trung điểm này là điểm H. Thì dựng SH vuông góc với mặt phẳng đáy. Sau đó, thầy nối S với các đỉnh của hình vuông. Khi đó, thầy có được hình chóp thỏa mãn yêu cầu bài ra. Và đề ra ở đây là SD bằng 3A trên 2. Thầy cho mình đang cần tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Để tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD, phương pháp thể tích chỉ ra như sau. Bước thứ nhất, nối điểm A với các điểm SBD. Khi đó chúng ta sẽ có được một hình chóp tam giác. Tính thể tích hình chóp tam giác này. Chuyển sang bước 2, tính diện tích của tam giác SBD là tam giác có 3 đỉnh mà thầy đánh dấu đây. Sau khi tính được diện tích rồi thì suy ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD bằng 3 lần thể tích chia cho diện tích tam giác SBD. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành tính toán. Rồi. Thứ nhất là thầy tính thể tích của khối chóp tam giác SABD. Chiều cao chính là SH. Vì sao? Vì SH vuông góc với mặt phẳng đáy thì đương nhiên SH vuông góc với mặt phẳng ABD. Phải chưa các em? Vậy là SH là chiều cao. Để tính SH thì thầy phải gắn vào một tam giác vuông. Và tam giác vuông này phải biết cạnh và biết góc, hoặc là biết hai cạnh. Thế các em nhìn vào đây. Thầy biết được cạnh SD rồi, đúng chưa? Vậy là thầy sẽ gắn SH vào tam giác vuông SHD. Tam giác này vuông tại H vì SH vuông góc với mặt phẳng đáy. Thì đương nhiên vuông góc với đường HD nằm trong mặt phẳng đáy. Phải không các em? Rồi, thầy có đây. Có. HD, thầy tính HD trước. Bằng HD là cạnh huyền của tam giác vuông AHD. Tam giác này vuông tại A. Vậy là cạnh huyền thì sẽ bằng hai cạnh góc vuông bình phương cộng nhau lấy căn bậc 2 cộng với gì? AD bình phương. Kết quả đây bằng căn bậc 2 của A trên 2 tất cả bình cộng với A bình. H là trung điểm của AB. AB bằng A. Vậy là AH ở đây chính là A trên 2. Các em tính được kết quả A căn 5 trên 2.
Từ đây thầy suy được ra SH. SH bằng căn bậc 2 của cạnh huyền SD bình phương trừ đi cạnh góc vuông HD bình phương. SD bình trừ HD bình. Kết quả bằng căn bậc 2 của 3A trên 2 tất cả bình trừ đi A căn 5 trên 2 tất cả bình. Các em tính được kết quả bằng A. Và đây chính là chiều cao. Thế còn diện tích của tam giác A, B, D thì chính là nửa diện tích hình vuông, đúng chưa các em? Rồi, diện tích của tam giác A, B, D là bằng A bình trên 2. Diện tích hình vuông là bằng A bình. Có chiều cao, có diện tích, suy ra thể tích của khối chóp S, A, B, D bằng 1/3 chiều cao là A nhân với diện tích đáy là A bình trên 2. Kết quả là A mũ 3 chia cho 6 đơn vị thể tích. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước 2. Đó là tính diện tích của tam giác S, B, D. Để tính diện tích tam giác SBD, thầy sẽ đi tính độ dài ba cạnh. Sau đó, thầy sử dụng công thức Heron để tính diện tích tam giác này. Thế tam giác SBD thì có ngay có BD là đường chéo của hình vuông. Công thức đường chéo thầy đã cung cấp cho các em rồi. Kết quả bằng căn 2 nhân với độ dài cạnh là căn 2A. Tiếp theo thầy cho mình cùng đi tính gì? SB. Còn SD thì có sẵn rồi. SD nhé. Thì viết luôn đây. SD bằng 3A trên 2. Đúng không? Để tính SB thì thầy lại gắn vào một tam giác vuông để tính. Và nhớ cho thầy cái tam giác vuông này phải biết góc và một cạnh hoặc là biết hai cạnh. Thế các em nhìn như thầy SB. SB thì thầy sẽ gắn vào tam giác vuông là S HB. Tam giác này vuông tại H. Đường cao SH thì có rồi. HB thì bằng AB trên 2. Vậy là thầy sẽ tính được cạnh huyền SB, đúng không? À, thì có SB bằng căn bậc 2 của SH bình cộng với là HB bình. Kết quả đây bằng căn bậc 2. SH thì thầy đã tính được bên trên. Kết quả bằng A bình này cộng với A trên 2 tất cả bình. Vì H là trung điểm của AB, AB bằng A, phải chưa? Và các em cũng có được kết quả là bằng A căn 5 trên 2. Như vậy là tam giác SBD đã biết được độ dài ba cạnh. Việc tính diện tích rất đơn giản. Các em tính cho thầy nửa chu vi trước. P thì bằng tổng ba cạnh trên 2 nha. Các em có kết quả này, cái này cộng này chia cho 2. Các em đặt nhân tử chung là A ra ngoài cho thầy. Vậy thì các em có được A này nhân với mỏng ngoặc đơn là gì? 2 căn 2 này, đúng chưa? Cộng với 3 và cộng với căn 5. Tất cả chia cho 4. Đúng chưa? Vậy là thầy đã tính được nửa chu vi. Bây giờ thầy cho mình cùng suy ra diện tích tam giác SBD nhờ công thức Heron. Áp dụng công thức Heron thì có diện tích tam giác SBD bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ cạnh SB này nhân P trừ cạnh SD này nhân với P trừ cạnh BD. Thì cho mình cùng thay kết quả vào. Thì có này bằng căn bậc 2 của tương đối cồng kềnh nha. Rồi. P ở đây chính là gì? A nhân với mỏng ngoặc đơn 2 căn 2 cộng 3 cộng căn 5 chia cho 4. Đúng chưa? Nhân với các em thay P vào đây, thay SB vào đây,
Sau đó các em đặt nhân tử chung là A ra ngoài, còn bên trong ngoài các em quy đồng. Được chưa? Rút gọn thì các em được kết quả ở đây chính là 2 căn 2 cộng 3 trừ căn 5 trên 4 là nhân A. Đúng không? A đằng trước. Thì đặt A đằng trước. Đấy. Được chưa? Tương tự như vậy, thầy lại thay P vào đây, thay SD vào đây. Thầy đặt nhân tử chung là A ra ngoài, sau đó thầy quy đồng thì thầy được kết quả. Thầy đặt A đằng trước này, nhân với A này, nhân với này. 2 căn 2 trừ 3 cộng căn 5 chia cho 4. Thầy lại tiếp tục thay P vào đây, thay BD vào đây. Thầy đặt nhân tử chung là A ra ngoài, nhân với A này, trong ngoặc là 3 cộng căn 5 trừ 2 căn 2, tất cả chia cho 4. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành rút gọn. Các em nhìn nhé, biểu thức trong căn này có A nhân A nhân A nhân A bằng A mũ 4, đưa ra ngoài căn chính là A bình phương. 4 nhân 4 nhân 4 nhân 4 là các biểu thức mẫu. Kết quả ở đây là bằng bao nhiêu? À đúng rồi, 4 mũ 4 đưa ra ngoài căn là 4 bình phương bằng 16. Còn lại biểu thức trong căn là 2 căn 2 cộng 3 cộng căn 5 nhân với biểu thức 2 căn 2 cộng với 3 trừ căn 5 nhân biểu thức 2 căn 2 trừ 3 cộng căn 5 nhân biểu thức 3 cộng căn 5 trừ 2 căn 2. Các em sử dụng máy tính bấm thì các em có được kết quả của biểu thức trong căn chính là 12 bình phương. Được một kết quả rất là đẹp. Được chưa? Và đến đây thì thầy có được là 12A bình phương trên 16. Các em tiến hành rút gọn bằng 3A bình chia cho 4. Vậy là diện tích của chúng ta chính bằng 3A bình trên 4. Công thức theorem rất cồng kềnh nhưng kết quả tính ra thì lại rất đẹp. Các em lưu ý cho thầy. Rồi, và từ đây thì thầy có được khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD bằng 3 lần thể tích. Thể tích ở đây chính là gì nhỉ? A mũ 3 chia cho 6 chia cho 3A bình trên 4. Các em tiến hành rút gọn thì các em được kết quả là gì? 2A trên 3. Đây chính là khoảng cách cần tìm. Vậy là một lần nữa, đề thi Đại học khối A A1 năm 2014, thầy sử dụng phương pháp thể tích. Thầy tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng chỉ bằng cách tính thể tích của khối chóp tam giác, tính diện tích bằng công thức theorem và suy được là khoảng cách. Thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào ví dụ số 3. Đây chính là đề thi Đại học khối B năm 2014. Cho lăng trụ ABC, A', B', C', có đáy là tam giác đều cạnh A. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A' lên mặt đáy ABC là trung điểm của AB. Góc giữa đường thẳng A'C và mặt đáy bằng 60 độ. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng AC, C', A'. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Bài toán của thầy cho mình vẫn thuộc bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Thế nhưng đề cho giả thiết là gì? Góc giữa đường thẳng A'C và mặt phẳng đáy là bằng 60 độ. Để khai thác được giả thiết này, thầy cho mình phải nhớ ngay đến cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thầy nhắc lại cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng như sau. Thầy có đây chính là mặt phẳng P này, còn đây là đường thẳng D này. Thầy đang cần xác định góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Các em làm như sau. Bước thứ nhất, các em tìm giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Hay nói cách khác là tìm điểm chung của đường thẳng D và mặt phẳng P. Thì gọi là điểm A. Sau đó các em xác định hình chiếu vuông góc của điểm F bất kỳ nằm trên đường thẳng D lên mặt phẳng P là điểm H. Thì gọi là H. Thầy nối điểm chung và điểm hình chiếu thì khi đó thầy có góc này, góc FAH
chính là góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng lý thuyết này vào bài toán của chúng ta. Để cho lăng trụ ABC A', B', C'. Có đáy là tam giác đều cạnh A. Thầy cho mình cùng phác họa lăng trụ này. Các em vẽ cho thầy đáy trước. Đáy là một tam giác đều này, có cạnh bằng A. A, B, C. Thầy đánh dấu các cạnh bằng nhau bằng A. Tiếp theo thầy cho mình cùng dựng chiều cao. Theo giả thiết thì hình chiếu vuông góc của đỉnh A phẩy lên mặt phẳng đáy A, B, C là trùng với trung điểm của AB. Thầy gọi trung điểm AB là điểm H. Thì A phẩy H chính là chiều cao của lăng trụ. Các em dựng cho thầy A phẩy H vuông góc với mặt phẳng ABC. Thầy nối A với A phẩy, khi đó thầy có được cạnh bên đầu tiên. Các cạnh bên còn lại B, B phẩy, C, C phẩy, các em chỉ cần dựng song song và bằng với A phẩy. Khi đó thầy có được lăng trụ A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy, thỏa mãn yêu cầu bài đa. Bây giờ thầy cho mình cùng dựng góc giữa đường thẳng A phẩy C và mặt phẳng đáy. Thầy lấy đáy là ABC. Được chưa? Thế các em nhìn cho thầy này. Giao điểm hay là điểm chung của đường thẳng A phẩy C với mặt đáy ABC chính là điểm C. Đúng chưa các em? Hình chiếu vuông góc của điểm A phẩy nằm trên đường thẳng A phẩy C lên mặt đáy A, B, C chính là điểm H mà thầy đã gọi. Nối hình chiếu và điểm chung thì thầy có được góc này chính là góc giữa đường thẳng A phẩy C và mặt đáy A, B, C. Góc này đề cho bằng 60 độ. Được chưa các em? Rồi. Mục tiêu của thầy cho mình đang cần tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng A, C, C phẩy, A phẩy. Thế các em lưu ý cho thầy nhé, là mặt phẳng A, C, A phẩy trùng với mặt phẳng A, C, C phẩy, A phẩy. Vậy là thay vì tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng A, C, C phẩy, A phẩy, thầy sẽ đi tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng A, C, A phẩy. Và thầy lại vận dụng phương pháp trong phần lý thuyết của chúng ta. Nối B với các điểm A, C, A phẩy, đi tính thể tích khối chóp, đi tính diện tích của tam giác mà thầy gạch đây A, C, A phẩy. Từ đó suy ra khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng sẽ bằng 3 lần thể tích chia cho diện tích tam giác A, C, A phẩy. Và thầy có lời giải chi tiết như sau. Ta có khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng A, C, C phẩy, A phẩy bằng khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng A, C, A phẩy. Đúng chưa? Tiếp theo thầy cho mình cùng đi tính thể tích khối chóp A phẩy A, B, C. Tính V của A phẩy A, B, C.
Để tính được thể tích khối chóp thì thầy trò mình sẽ đi tính gì? Diện tích đáy và tính chiều cao. Thì đáy là tam giác đều cạnh A, việc tính diện tích đáy đơn giản nên thầy tính trước. Thầy có diện tích tam giác ABC bằng căn 3 trên 4 A bình phương. Công thức tính diện tích tam giác đều thầy đã cung cấp cho các em, bằng căn 3 trên 4 nhân với độ dài cạnh bình phương. Thế còn để tính được chiều cao, chiều cao đây chính là gì? A'H, vì A'H của chúng ta là vuông góc với mặt phẳng đáy. Phải chưa? A'H là chính bằng A'H. Thế muốn tính A'H này thì thầy sẽ gắn vào một tam giác vuông mà đã biết góc và biết cạnh. Thế các em nhìn cho thầy tam giác vuông nào mà đã biết góc và biết cạnh đây. Thế các em nhìn nhé, góc này bằng 60 độ này. Vậy là thầy sẽ gắn vào tam giác vuông A'HC. Phải chưa? Tam giác này vuông tại H, vì A'H là vuông góc phẳng đáy thì đương nhiên vuông góc với HC nằm trong một phẳng đáy. Thầy chỉ cần tính được HC có góc này 60 độ là thầy tính được A'H. Nhưng mà cái anh HC này thì chính là đường cao trong tam giác đều ABC, đường cao trong tam giác đều thì có công thức rồi. Phải chưa các em? Rồi, vậy thầy xét tam giác vuông A'HC có, thầy viết tắt nha, góc C là bằng 60 độ. Rồi, CH thì bằng căn 3 trên 2 A. Thầy dùng hàm tan, từ đây thầy suy ra tan 60 độ thì bằng A'H chia cho CH. Từ đây suy ra A'H là bằng tan 60 độ nhân với căn 3 trên 2A, kết quả là bằng 3A trên 2. Đúng chưa? Đấy, các em chỉ cần lấy kết quả này nhân với tan của 60 độ bằng căn 3. Và cái này chính là chiều cao. Có chiều cao, có diện tích đáy. Từ đây thì suy được ra thể tích khối chóp. V của A'ABC bằng 1 phần 3 này. Chiều cao là 3A trên 2 này. Diện tích đáy là căn 3A bình chia cho 4. Các em tiến hành rút gọn thì các em được kết quả là căn 3A mũ 3 chia cho 8 đơn vị thể tích. Vậy là thầy đã tính được thể tích của khối chóp tam giác. Nhiệm vụ tiếp theo của thầy trò mình là cần phải đi tính được diện tích của tam giác A'AC nha. Tính diện tích tam giác A'AC. Thế để tính được diện tích tam giác này, thầy sẽ sử dụng công thức Hê-rông. Để sử dụng được công thức Hê-rông thì thầy cho mình phải tính được độ dài của các cạnh. Đúng chưa? À, thế bây giờ thầy cho mình cùng đi tiến hành tính độ dài các cạnh nha. Thế thầy có này, có ngay AC là bằng A, đơn giản tính trước. Tiếp theo là thầy sẽ đi tính là A'C. Thế các em lưu ý cho thầy nhé, là A'C thì chúng ta lại gắn vào tam giác vuông là A'HC. Tam giác này là vuông tại H, đúng chưa các em? Vậy là thầy có A'C là A'C là cạnh huyền của tam giác vuông này sẽ bằng căn bậc 2 của A'H bình phương cộng với HC bình phương. Các em chỉ cần thay thôi. Nào thầy, A'H thì vừa mới tính xong. A'H của chúng ta là bằng 3A trên 2, tất cả bình này, cộng với HC. HC cũng vừa tính xong, bằng căn 3A trên 2, tất cả bình. Được chưa? Rồi, thế xem kết quả bao nhiêu nhá. Các em lưu ý này, bằng này, thầy có A bình phương đưa ra ngoài là A. Thế còn đây là gì? 9 phần 4 này cộng với 3 phần 4 thì bằng 12 phần 4. Vậy bằng căn 3. Vậy là thầy tính được gì? A'C của chúng ta là A căn 3. Tiếp theo thầy cho mình cùng tính A'A'. Thế các em nhìn cho thầy nè, xem là A'A' chúng ta sẽ gắn vào một cái tam giác vuông nào mà biết các cạnh để tính đây. Thế các em nhìn nhé, A'A' thầy sẽ gắn vào tam giác vuông là A'H,
À, tam giác này vẫn vuông tại H. Vì A phải H của chúng ta là vuông góc phẳng đáy thì đương nhiên vuông góc với AB. Phải chưa? Thì A phẩy này thì lại đóng vai trò là gì? Cạnh huyền trong cái tam giác vuông là A phẩy H. Đúng chưa? À, vậy thì thầy có được là cạnh huyền A phẩy nhá sẽ bằng căn bậc 2 của A phẩy H bình phương cộng với gì? AH bình phương. Các em thay nào, tiến hành thay này, các em có được căn bậc 2 này của này. A phẩy H thì chính là 3 A trên 2 tất cả bình cộng với AH. H là trung điểm của AB, AB bằng A, vậy kết quả là A trên 2 tất cả bình. Các em tiến hành rút gọn nhá. Chúng ta sẽ có được là A căn 10 trên 2. Mẫu là 4 đưa ra ngoài là bằng 2. Trong đặt chân từ chung là A bình, các em đưa ra ngoài. À, vậy là còn căn 10. Vậy là thì đã có được gì? Độ dài các cạnh. Đúng chưa? Có được độ dài các cạnh thì từ đây thì suy ra nửa chu vi và suy ra diện tích tam giác. Thì có được nửa chu vi thì bằng tổng độ dài ba cạnh trên 2 A cộng A căn 3 này cộng với A căn 10 trên 2 này tất cả chia 2. Các em tiến hành đặt nhân từ chung là A, sau đó các em quy đồng rút gọn thì em có được kết quả là A này nhân với 2 cộng 2 căn 3 này cộng với căn 10 chia cho 4. Có được nửa chu vi thì từ đây thì suy được ra diện tích tam giác. A'AC thì bằng căn bậc 2 của P này nhân P trừ đi cạnh AC này rồi nhân với P này trừ cạnh A'C này rồi nhân với P là trừ cạnh A'. Đúng không? Thì cho mình cùng thay kết quả vào thì có này. Biểu thức này tương đối cồng kềnh nha. À, thì có này P thì biết lại A 2 cộng 2 căn 3 cộng căn 10 trên 4. P trừ AC thì thay P vào đây này, thay AC bằng A vào, sau đó thì đặt chân từ chung là A và thầy tiến hành là quy đồng rút gọn thì thầy có được kết quả là A này nhân với là 2 căn 3 cộng căn 10 trừ đi 2 tất cả chia cho 4. Nhân với P trừ A'C, A'C là bằng A căn 3. Thì thay vào, thay P ở đây, thay A'C vào thì lại đặt nhân tử chung là A ra ngoài. Thì trong ngoặc thì thầy lại quy đồng thì thầy được kết quả ở đây chính là 2 trừ 2 căn 3 cộng căn 10 chia cho 4. Tương tự như vậy thì thầy P vào đây, thầy A phải vào, thầy lại đặt nhân tử chung là A ra ngoài. Trong ngoặc của thầy là 2 cộng với 2 căn 3 trừ đi căn 10 là tất cả chia cho 4. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành rút gọn này. Các em nhìn cho thầy biểu thức trong căn nhá. A nhân A nhân A nhân với A. Vậy là chúng ta có được âm 4 đưa ra ngoài căn thì chính là A bình phương. Được chưa? Mẫu này 4 nhân 4 nhân 4 nhân 4 vậy là bằng 4 mũ 4 đưa ra ngoài căn là bằng 4 bình phương bằng 16 nhân với căn bậc 2 của thế biểu thức trong căn này gồm có này 2 cộng với 2 căn 3 cộng căn 10 này nhân với biểu thức 2 căn 3 cộng căn 10 trừ đi 2 này nhân với biểu thức là 2 trừ đi 2 căn 3 cộng căn 10 này nhân với biểu thức là 2 cộng với 2 căn 3 trừ căn 10. Các em sử dụng máy tính các em bấm thì được một kết quả rất là đẹp, đó là 156. À, vậy thì biểu thức rất là cồng kềnh nhưng kết quả thì lại rất là đẹp. Và các em sử dụng máy tính để tính nhá. Thế đến đây thì các em tiến hành khai triển rút gọn thì các em có được là A bình căn 39 chia cho 8. Được chưa? Vậy là thầy đã tính được diện tích của tam giác A'AC. Có diện tích này, có thể tích này, từ đây suy ra khoảng cách. Khoảng cách từ điểm B đến
mặt phẳng là AC A phẩy, hay chính là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng là AC C phẩy A phẩy bằng 3 lần thể tích, đúng chưa? 3 lần thể tích của khối chóp A phẩy A B C, đúng chưa? Chia cho diện tích của tam giác A phẩy AC, diện tích tam giác A phẩy AC. Thế các em thay vào thôi, thể tích thay vào, thay diện tích thay vào, và các em tiến hành rút gọn. Thì thầy tiến hành rút gọn luôn cho các em. Kết quả đây chính là bằng 3 căn 13 A chia cho 13. Được chưa? Như vậy là thầy đã tính được khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng AC, C phẩy A phẩy. Và thầy đã sử dụng phương pháp thể tích để làm. Ví dụ số 3 này cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Thế các em thấy rằng gì? Với buổi học ngày hôm nay, thầy đã cung cấp cho các em thêm một phương pháp nữa để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Đó là phương pháp thể tích. Chỉ sử dụng kiến thức của chương trình lớp 12, chúng ta không phải dựng thêm hình, đúng chưa? Việc làm này thì nhìn thì có vẻ là phức tạp ở chỗ đó làm gì? Tính diện tích bằng công thức hay không? Nhưng các em lưu ý với thầy nhé, là kết quả thì lại rất là đẹp. Đấy. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em buổi học ngày hôm nay. Buổi học tới thầy sẽ hướng dẫn các em bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng phương pháp thể tích. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.